làm người ai cũng biết rằng công ơn cha mẹ sánh bằng trời cao. Nuôi con khó nhọc biết bao, năm dài tháng rộng nói sao cho cùng. Thương con thương cái ngập tràn, tình thương cha mẹ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bằng Thư Thông Biến Hoa Giới Hóa Hiện Vị Lai Thâm Phương Chư Phật Đà Giang. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Khắp Mười Phương Chư Tôn Pháp. Quý nam nữ Phật tử, dẫu thời gian là một dòng trải sinh diệt qua mau, nhưng hàng năm hàng Phật tử chúng ta đều trở về các ngôi tự viện để tưởng nhớ công ơn sanh thành vĩ đại của cha mẹ. Đúng như lời Phật dạy, nước biển mênh mông không bao đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ đính con cha. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, thầy kính mời MC của lễ hôm nay sẽ xướng lễ tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ. Xin giới thiệu quý Phật tử cho một tràng pháo tay lớn này. Bồ Tát Tác Đại chứng minh kính bạch trên như tôn tịnh đức tâm ni chứng minh, kính thưa quý văn khách, quý thiện nam tín nữ, tiếng du lan mơ mơ sụ sùi thương nhớ mẹ, mùa hiếm mùa báo hiếm ngư chặt quyền tỏ tiền ân cha. Để thể hiện niềm hân hoan và hiếu kính của người quan phật biết sự hiến minh của như tôn đức trong buổi lễ hôm nay, Phật tử chúng con xin được dâng lên quý ngài những đóa hoa tươi thắm để cung dường. Chúng con xin gửi đến tất cả những chư tôn đức và Phật tử với một chúc Phật ngàn hoa dân Phật. Gia đình á, mở đầu chương trình hôm nay xin mời thầy Thích Thiện Thanh sẽ có và đưa lời đến tất cả quý vị thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm nay MC cũng là mới mẻ cho nên thầy xin tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Hôm nay đây rất là hân hạnh chúng ta trở về chùa dự lễ mà chính thức buổi lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay. Và trên bàn chứng minh thứ nhất là Thượng tọa Thích Bồ Niệm, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Linh Ẩm tham dự. Xin quý vị cho chàng có ta đi. Thượng tọa Thích Thiện Thành, chủ trì ở thành phố Châu Đốc của chúng ta, cũng có chứng minh tham dự như là Phật. Và lữ vi là cung kính ngưỡng bái Phật trên chư tôn Thượng tọa Đại Đức Tăng. Giờ này đã đến giờ tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của vĩ đại của cha mẹ cũng như tổ tiên của chúng con. Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh quý ngài vì chúng con quan lâm nơi hội trường Vu Lan báo hiếu để niệm kinh niệm chú hướng dẫn cho chúng con đi đúng chánh pháp về con đường mà Đức Phật đã dạy trong hiện tại này và những gì ngài dạy, để cho chúng ta thấy được hạnh phúc từng bước chân, cẩn thận chú tâm quan sát để cho chúng con được an lành định tịnh hạnh phúc trong ánh hào quang hiện tại sáng soi từng bước đi cũng như sáu căn từ ánh mắt nụ cười. Giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh
quý ngài vì chúng con quang lâm hội trường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Trên chư tôn đã hứa khả niệm Phật, chúng con xin cho ba hồi chuông chống bát nhã cung thỉnh quý ngài quang lâm hội trường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
giờ đây chúng con thấy trên chư tôn đức
tâm chánh niệm như pháp. Chúng con mong quý ngài vì chúng con hứa khả lễ Phật tâm thành của tất cả những người Phật tử hôm nay và cho chúng con lời sắc tấn hướng về tinh thần hiếu đạo cao cả và làm ngay bây giờ chứ không qua ngày mai hay kiếp sau. Đó là điều chúng con mong mỏi và mơ ước. Nam mô kính minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại kính minh. Qua lời tác bạch kính lại tăng người thừa chí cả thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu từ bi trí huệ vô cầu là thầy mô phạm dẫn đường chúng sinh. Theo lời hòa thượng viện chủ chùa Long Đức, chúng kính cung thỉnh hòa thượng thượng thiện hạ hỷ đệ nhất hòa thượng kính minh ban cho chúng con lời đạo từ pháp nhũ. Xin cung thỉnh hòa thượng. Nam mô hiện tại đạo tràng giáo chủ bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại kính minh. Nam mô Du Lan Duyên Khởi đại hiếu bồ kiền liên bồ tát tác đại kính minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng kính minh. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng già hiện diện chứng minh. Kính bạch thượng tọa chủ trì chùa Hương Sơn, kính thưa toàn thể nam nữ phật tử đang cúc cung hầu quỳ thành tâm hướng về ba ngôi tam bảo trong mùa báo hiếu Vu Lan tại chùa Hương Sơn hôm nay. Kính thưa thượng tọa chủ trì và tất cả quý nam nữ phật tử thân mến, thật là cái ngôi chùa này rất là thân thương, rất là đầm ấm. Ngôi chùa vào ngôi chùa chúng tôi chợt nhớ đến ông ngoài đời, người ta nói mình chưa biết ông chủ trì, mình xin lỗi, mình chưa biết cái ông chủ nhà như thế nào, tính tình như sao, nhưng mình đi vô đến cái ngôi chùa, xin lỗi, đến cái ngôi nhà của ông chủ nhà đó, không gặp mặt ông chủ nhà, nhưng mà nhìn cái lối trang trí trình bày như thế nào thì người ta cũng biết là ông chủ nhà đó như thế đó. Cái hiện thì chỉ tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng tăng bái để chủ thể được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh hòa thượng viện chủ chùa Long Đức vì chúng con làm chủ xứ hôm nay. Nam mô kính minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hay giờ mà con tình chưa từng đức tự quán cúng dường cúng dường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bồ Tát
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi, Nam mô Đại Bi Hồi Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn của Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nghiệp màu chẳng ngàn ngôn kim khó tìm đọc.
tất cả các bậc thánh
thành đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hoàng. Người nào có sân gia vật thực đặng cũng dường tự tử tăng thời hiện tiền phụ mẫu của người. Nhờ ơn tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên như còn cha mẹ hiện tiền. Nhờ đó cùng đặng ba niên thọ trường như cha mẹ bảy đời qua vạn sẽ qua sanh về cõi thiên cung. Người thì tứng tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải từng theo thể thức sau này. Mẹ cha thí chủ định tâm thần quán độ đừng quên cho xong định ý hành thiền mới dùng phẩm vật đàn tiền thiên dân. Khi thọ dùng nên ăn vật thực trước Phật đài Phật tử tháp chung chú tăng chú nguyện viên dùng sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ giả vui mừng một liền cũng hết cấp thương cầu buồn. Một tiếng màu cùng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quỷ được tan. Một liên bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng lại cũng nhờ ấy thành tam bảo bằng chẳng thì nàng khổ khó ra như sao để tự xuất gia vũ lan bồn pháp dùng mà độ sanh. Độ cha mẹ còn đương tại thế Phật đời có thể đặng không nắm rằng lời hỏi rất thông. Ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo thái tử đại thần tam công tể tương bá quen cùng hàng lễ thư giảng dẫn cõi trần. Dự chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thật thế tình thâm đến gần tháng bảy mọi năm sau khi kiếp hạ chữ tăng tụ về. Phải xăm xăm vị con canh đứng trong bình bạc tinh anh chờ giờ tự tử chúng tăng cúng dường đăng cầu nguyện xong đường trường thọ chẳng ơn đau cũng chẳng khổ chi cùng cầu thất thế đồng thầy lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp lại xa lìa nạn khổ cực thân môn sanh học tử anh cần hành tu hiếu thân phải cần phải chiên thường cầu nguyện thúc nguyện an hào. Ngày gần tháng bảy mỗi năm vì lòng yêu thảo ân thâm phải đền lễ cô tế chỉ thành sắp đặt ngọ cúng dường chư Phật chư tăng ấy là báo đáp ân sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu. Mới phải là thất tử thiền môn vừa nghe dứt
thiết pháp lan bồn, môn sanh tư chúng thầy đồng nghị hoan. Một liền với bốn bạn Phật tử, nguyện một lòng tính sự phụng hành, trước là trả nghĩa sanh thành, sao là cô bớt chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát, nam mô đại hiếu, nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì chúng ta thường nghe tới ngày tháng 7 mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền, thì lễ cúng tế chiến thành sắp đặt ngõ cúng dường chư Phật chư tăng, ấy là báo đáp thù ân sanh thành dưỡng dục song thân của mình. Thì ngay ngày rằm tháng 7 là ngày mà chư Phật hoan hỷ, ngày 16 là ngày của cha và mẹ. Thì xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói đích thực cái người cha người mẹ của cái dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, thì bà Âu Cơ và Đặng Long Quân sanh ra một trăm trứng và 100 người con, là nói cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà nói sâu xa thêm nữa đó, thì trên vũ trụ hành tinh này, cái người đàn ông là người cha sinh ra toàn thể vũ trụ này, cái người phụ nữ cũng là người mẹ sinh ra toàn thể vũ trụ này. Không có ai sinh ra trên thế gian này mà sáng từ cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức mà thầy hôm nay giới thiệu cho quý vị. Từ cái buổi thọ ban đầu, khi Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên ngày tu hành đắc đạo thầm thông trong kinh Nikaya Nguyên Thủy, thì lúc đó ngài nhập một cái định rất là sâu, mà có một lúc ngài dao động tâm tư của ngài, có nghĩa là nghĩ về cha và mẹ, thì ngài thấy rõ cha của ngài sinh lên cõi trời, còn mẹ của ngài sinh nơi cái cõi địa ngục u ám. Nhưng mà mọi cái điều ăn uống của mẹ của ngài đó, thì tất cả mọi thật đưa lên miệng đều hóa thành, hóa thành than lửa, hoặc tất cả các nước đều đã đưa vào trong miệng thì trở thành nước đậm sâu, không bao giờ không uống được. Thì lúc đó ngài một ly ngài chúc mình một cái, quý vị biết là gì mà thánh tăng mà a la hán đệ nhất thần thân mà cũng là đệ nhất thiếu thảo mà bị rung động như vậy đó, thì lúc đó may mắn trong ngày một kiền đi là Đức Phật vừa hướng đến cái phương thắc đó, rồi ngày một kiền đi mới trình bày với Đức Phật: ngày con là bị cái tình cảnh như vậy, con biết làm sao mà có thể cứu được mẹ mình vậy đó. Thì Đức Phật khen ngày một kiền đi, bây giờ chúng ta cũng có nhờ những người đồng tu có ba phương diện chúng ta có thể gửi đến cho những người thân của chúng ta, đó là phước lực gọi là giới tánh lực, cái thứ hai là định lực gọi là tánh lực, rồi cái thứ ba là tuệ lực, chính là tâm lực đó, gửi về cho người thân quý thuộc của chúng ta. Thì chính vì chỗ đó mà chư tổ nương theo một cái khoảnh khắc của ngài Mục Kiền Liên đã giao động tâm tư, đã hình thành viết lên một cái bước vu lan bồn như thế này, thầy cũng hết sức là phái phục chư tổ của chúng ta, để cho những người dân người ta được nhờ hiện tại tăng phước tăng thọ bồ đề tăng tăng trưởng, và những người mà bước về tổ tiên ông bà cha mẹ như Tam Bảo, những người đó xưa hiện tại thì
xin làm người có đạo đức và thanh quản mạng chung sinh về khỏi trời. Cái điều này hết sức là phương tiện thù thắng. Nhưng mà có cái đặc biệt thầy cũng nói đây nên cái sự thật. Nếu mà ai có lên Google đánh cái bài tứ niệm xứ, có một cái đất nước mà người dân xứ sở Kuru mà không hiểu tại sao khi Đức Phật đến đó, tất cả những người dân đã nghe lời Đức Phật cứ ngồi ở phía trước này, rồi tất cả người đó chỉ có ba cái tâm. Cái tâm thứ nhất là cái tâm cảm thận, cái tâm thứ hai là cái tâm chú tâm, cái tâm thứ ba là cái tâm quan sát. Mà thay vì những người dân này thì Đức Phật này nói hỏi những người dân Guru mà thầy không hiểu sao. Quý vị cứ lên Google đó, thử bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật nói này các thầy tùy theo. Tự nhiên thầy đọc tới đó là cảm thấy lông tóc của mình nổi óc mình lên. Tại vì những người nào tí vọng là người dân bình thường, nhưng mà khi nghe pháp với tâm cảm thọ, với tâm chú tâm, với cái tâm quan sát đầy đủ thái độ về tánh giới, còn chú tâm thì nó thuộc về chánh niệm và chánh định, nó thuộc về tánh định. Còn quan sát thì nó thuộc về chánh trí, chánh tư duy, thuộc về chánh tuệ. Mà trong lúc đó đang nghe Đức Phật từng lời nhỏ giọt vào tâm, thì đó là chính là tánh giác. Chính vì vậy sau một bài kinh, những người đó có tâm tịnh tính chứng sơ quả Tu Đà quả, trong vòng một tầng chính đệ nhị quả và tam quả thánh. Tại thế gian này những người đó được vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức và vô lượng giác ngộ, chứng minh bằng người những người đó xung quanh đó là trong lòng định tĩnh sáng suốt. Đó là ba phẩm hạnh mà cao nhất của bậc thánh A La Hán. Chính vì người đó mà chùa Hương Sơn hôm nay xin giới thiệu với quý Phật tử, có thể một người hai người đã ký tôi chúng ta vào đảnh lễ Tam Bảo những ngày chủ nhật, hay là một tháng chúng ta tổ chức một lần ở dưới này, chúng ta có thể đảnh lễ Tam Bảo rồi chúng ta đi lên trên đầu, chúng ta tu là hoàn toàn tịnh khẩu. Tại vì Đức Phật nói tu cái phương pháp này là hoàn toàn tịnh khẩu, thì người đó mới cảm nhận được cái tánh của giới, cái tánh của định, cái tánh của tuệ. Có nghĩa là tánh của Phật, tánh của Pháp, tánh của tâm. Mà nói theo kinh Nguyên Thủy là ân đức của Phật, ân đức của Pháp và ân đức của tâm. Đảnh lễ Tam Bảo xong rồi chúng ta sẽ cảm nhận. Bây giờ hiện tại quý vị đang ngồi đối diện với thầy đây, thì tâm quý vị không tham, không sân, không si, chính là quý vị đã giải thoát. Ngay nơi bây giờ đây, quý vị thấy thầy đã giơ tay lên mà quý vị không nghĩ về quá khứ, hiện tại và tâm hoàn toàn không bị vọng tưởng phiền não, thì tâm đó là tâm của bậc thánh. Có nghĩa là cẩn thận chú tâm quan sát trong lòng định tĩnh sáng suốt. Như vậy thì ngay tại thế gian này, những bước ta đi là trở về tịnh độ, những cái nhìn thấy được Như Lai khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, tiên chánh niệm tinh thiên phòng hộ, tập khí năm xưa giờ chuyển hóa, gương tâm khỏe giác nở xanh hoa, niềm an vui đem khắp mọi nhà, gieo hạt giống an lành muôn lối. Thì bây giờ thấy quý vị hãy thử coi phương pháp này có phải là quá mầu nhiệm hay không, mà quý vị có thể lên Google bài kinh tại tứ niệm xứ. Thì Đức Phật lạ đời, Đức Phật lại kêu những người dân đó lại là này các thầy thì nghe. Như vậy thì chứng minh rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, vì tất cả chúng sinh đều có tính Phật. Đức Phật từng tuyên bố rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Còn hàng đệ tử của Phật là gì? Hàng đệ tử của Phật là đang thành Phật. Có nghĩa là chúng ta sâu chuỗi lại những cái cẩn thận, chú tâm, quan sát trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ như em học sinh,
mà đi vô trường nghe thầy giáo giảng bài học, cẩn thận nhìn từ hành vi, thái độ và nhận thức của ông thầy giáo viết lên cột phẳng như thế nào thì học sinh đó chú tâm quan sát kỹ như vậy thì người học sinh đó sẽ học giỏi hơn tất cả những học sinh khác. Đó là lời can đoan của thầy. Còn một anh kỹ sư, một ông bác sĩ, tất cả trong hành nghề ở trên cuộc đời này ứng dụng mọi hoàn cảnh luôn. Mà những người đó có cẩn thận từ thấp tới cao, từ cẩn thận nhỏ tới cẩn thận trung và cao độ cẩn thận, thì người đó sẽ được gì? Sẽ được thành công trong mọi mặt. Quý vị thấy thử thật, chỉ có ba đức tánh đó nó giao nhau giữa thân thánh và hàng. Còn sau khi những công việc mà làm xong hết rồi thì người đó có thể tạm ngủ yên, là lúc đó trong giấc ngủ người đó được an lành, định tĩnh, sáng suốt, không bao giờ thấy ác mộng. Đó là cái điều mà thầy cũng nói. Vì vậy hôm nay đây để chứng minh cho cái điều đó, thầy làm một cái phương pháp khoa học đã viết lên là 4 bài thơ mà từ xưa chưa bao giờ thầy dám nói, là giống như ý của kinh Pháp Hoa là chư Phật ba đời sinh ra cõi đời này, là sinh ra cõi đời này làm chi một cái đại sự nhân duyên. Đó, đại sự nhân duyên nó để làm gì? Cái thứ hai là các ngài khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì khai thị chúng sinh Đức Phật hoàn toàn ngày hồi tại thế 12 năm đầu ngày đi khai thị cho những chúng sanh nó tự quay về với chính mình. Tại vì trong con người ai cũng có tính cẩn thận, ai cũng có cái tính chú tâm và ai cũng có cái tính quan sát. Chính cái cao độ cẩn thận, chú tâm, quan sát này mà ngày người này được đạt đến cái quả thánh là trong lành, định tĩnh, sáng suốt, hoàn toàn giải thoát ngay tại thế gian này. Xin thưa quý vị, cái tấm giác của chúng ta là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, vô sanh nhẫn. Bất cứ chúng ta muốn đi về bất cứ cái thế giới nào, muốn hoằng pháp lợi danh, lợi sanh, thì chúng ta lập tức tịnh chỉ hơi thở là về thế giới đó. Chính vì điều đó mà Đức Đạt Lai Lạt Ma khi thầy có đi qua Ấn Độ, được ngài khai thị cho thầy biết được cái tấm giác đó, nó hằng biết mà biết đúng biết sai, tự nó biết chọn lọc cho mình. Nếu mà mình ứng dụng tu, những cái sai từ từ nó giảm bớt, giảm chết, giảm bớt và không còn một cái sai nào trên cuộc đời này, và toàn là biết những cái đúng về cẩn thận, chú tâm quan sát cho mọi hành vi và lời nói của mình. Sơ sót là chỉ có chút ít thôi, mà từ đó nửa sau này cũng không còn sơ sót nữa. Thì thầy thấy cảm thấy hạnh phúc biết bao. Chứ ngày xưa thầy còn vô minh, khi đi đối diện là làm thị giả hòa thượng Chí Quảng, bây giờ là pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, là tán trên trời hoàn toàn không ngộ. Và đi lên trên núi là tu 18 năm trời, mà đi lên ở trên đó 6 năm trước giờ đi hoằng pháp mười mấy năm, là xin thưa với quý thầy gì, thầy giống như một cái ông sư rộng mà Pháp Thiên Na thời Đức Phật tại thế, hướng dẫn cho những người là đệ tử y như lời Phật, mà trong khi đó đệ tử người ta chứng đắc tại thế gian này mà vị thầy lại không chứng đắc. Vì chỗ đó mà nhờ vị Sa Di kêu phải bích thắt là nâng căn, chỉ có ý căn soi rõ, có nghĩa là phải tịnh khẩu hoàn toàn. Nếu mà người tu mà vô trong cái đạo tràng tu mà người này nói chuyện với người kia thì người nào mà được tiếp nhận cái câu chuyện đó là người đó bị phá nát tâm tư. Phá nát tâm tư ở đây là cái gì? Là không chứng thánh quả được. Tầm dần có thể có được cái phước là ở thế gian này giàu có hoặc là sinh lên khỏi trời, nhưng mà đối với ngài Minh Chánh thiền sư với mấy cái vị thiền sư mà đắc đạo đó, thì người ta khẳng định công danh cái thế màng xương sớm phú quý kinh nhân chất ngọn dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu lúng uổng một đời hai. Nếu mà chúng ta công phu mà chúng ta không biết tấm giác chi nhiếp Phật bổn lai diện mục của chính mình sống với cái bổn lai diện mục đó, nó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, mà mình không biết cái đó thì mình tu trong đời nghìn kiếp chúng ta không bao giờ an lạc giải thoát.
Do đó mà hôm nay đây ngài là một thiền liên đã cái nhân duyên lành, ngài nhờ ngài giao động một chút tâm tư hướng đến cha mẹ của mình, mà nhất là mẹ, mà chúng ta có được một cái bài kinh Vu Lan, chúng ta biết đem cái giới lực, định lực và tuệ lực, có nghĩa là tâm lực đấy, chúng ta có khả năng chúng ta gửi đến những người thân thương chúng ta, trẻ còn nhiều mắt đều được an lạc. Cho nên khi một cái ba cái lực này nó cộng lại, giống như mà thầy nói 12 năm đầu Đức Phật thiết pháp để hai chữ, ai cũng có cái cảnh thận chú tâm quan sát như vậy đó, thì lập tức những người này có cái định lực, dù cho người thân quyết thuộc mình có tội chi đi chăng nữa, ở trên vùng lầy nước động, nhưng 1, 2, 3 từ cẩn thận chú tâm quan sát ấy một cái là biết thiền đó không còn xa lầy sụp hố nữa, mà qua sân một cách nhẹ nhàng, một cái tảng đá rất là nặng gì, nhưng nhiều người đó trở thành Bye.
Tỏ già vui mừng là một liên cổ thơ.
Chứng Minh, thượng tọa ở tỉnh Kiên Giang là Đại Tam Hòa Thượng Chứng Minh. Chúng con xin tôn thỉnh ba vị, còn nữ viên nghi tọa chúng con xin tôn thỉnh chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Diệm Hạ của mình chứng minh đặt lễ.